Và thậm chí là trên thế giới, cảnh quan ở đây rất đẹp, rất hùng vĩ. Người dân địa phương ở đây rất là đồng ấm và muốn các phi công luôn luôn háo hức mỗi một lần có sự kiện bay dù lượn tại vùng quang trải. Các phi công rất là phấn khởi tham gia và có rất nhiều những đỉnh cao chuyên môn về kỹ năng của dù lượn mà các phi công đã thực hiện được ở đây. Chúng tôi cũng mong muốn có các lễ hội, các festival dù lượn tại vùng quang trải góp một phần công sức và sự phát triển cho du lịch của địa phương, của vùng quang trải nói riêng và của huyện Yên Bái nói chung. Xin kính chúc đại biểu, xin kính chúc đồng bào nhân dân và các phi công có sức khỏe dồi dào và có một cái lễ em luôn con gái luôn. Và vào ngay lúc này, chúng ta cùng hướng quan sang phía tay trái, chúng ta thăng hoa một phi công đã hạ cánh an toàn. Kính thưa quý vị, Festival dù lượn bay trên mùa nước đổ huyện mù Cang Chải năm 2019 với hoạt động chính là dù bay để giúp khách có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa dân tộc. Huyện còn tổ chức các hoạt động mang đậm đà bản sắc dân tộc khác như biểu diễn kèn mông, trưng bày giới thiệu các sản phẩm
Khèn Mông tổ chức các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc và các gian hàng, sản phẩm, các hoạt động du lịch cộng đồng. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tham gia các hoạt động tại khu vực cất cánh.